Xin chào các bạn. Thì như các bạn thấy trên màn hình, hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một dự án, đó là Omega Network. Cái dự án này các bạn có thể dùng điện thoại để đào. Thì như các bạn đã biết, thì với những người mà mining Pi ở trước đây, CoDao và Egon, thì với Pi và CoDao thì tốn rất nhiều thời gian của các bạn, nhưng mà cuối cùng cũng đã gặt hái thành công. Rồi, dự án tiếp theo lúc nãy mình vừa mới nói đến là Egon, mình cũng đã giới thiệu với các bạn. Thì đây là một cái thị trường ngách, một cái tiếp cận mới đối với cryptocurrency. Nên vì thế các bạn hãy thử trải nghiệm cái dự án Egon này, và mình tin rằng nó sẽ thành công trong tương lai. Thì để trải nghiệm nó thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, một bữa ăn, một bữa nhậu khoảng 500 mấy chục nghìn thôi là các bạn đã có thể trải nghiệm được dự án. Và dự án này nó là một con đường dài, cho nên chúng ta phải cố gắng chạy. Ví dụ như Pi và ví dụ như CoDao, các bạn chạy cả năm trời. Egon cũng vậy, các bạn phải chạy cả năm hoặc là năm rưỡi, 2 năm, đến 2025, 2026 thì lúc đó các bạn mới gặt hái được thành công được. Chúng ta hãy trải nghiệm ngay từ đầu. Được thì chúng ta sẽ được một khoản khá khá, còn mất thì chúng ta chỉ mất một bữa nhậu, một bữa ăn thôi. Mình không khuyến khích các bạn đau to búa lớn làm chi cho nó khổ ha. Rồi, mình sẽ quay lại với dự án Omega Network. Thì dự án này là một dự án cực kỳ tiềm năng ở thời điểm hiện tại, mới được triển khai một thời gian gần đây thôi ha. Twitter của dự án này các bạn, Twitter dự án là tham gia vào tháng 12 năm 2022, tức là trước Tết một thời gian ngắn thôi. Bây giờ mới có khoảng được 2 tháng, khoảng được gần 3 tháng mà thôi. Và các bạn thấy mới đây nhưng mà dự án nó có tới 99,5 ngàn follower, có thể nói là 100 ngàn follower Twitter, một con số khủng khiếp cho một dự án, không phải là đơn giản. Rồi, vì thế đây là một dự án tụi mình đánh giá rất là cao, và các bạn hãy không nên bỏ qua ở thời điểm hiện tại, vì nó không có tốn nhiều thời gian của các bạn. Các bạn chỉ việc là cài app, sau đó là các bạn gì, cứ 24 giờ thì các bạn sẽ vô star lại cái phần mềm một lần. Phần mềm nó cứ đào cho các bạn cho đến hết 24 giờ thì các bạn phải vô các bạn star để nó bắt đầu đào lại từ đầu. Tức là không phải là lại từ đầu mà sẽ bắt đầu 24 giờ đào tiếp theo. Thì các bạn biết là hiện người dùng đăng ký mới là đang tăng rất nhanh. Vì thế vô sớm sẽ rất là được lợi. Số lượng các bạn cũng biết rồi, khi mà số lượng người mà tham gia càng nhiều đó, thì cái độ khó nó sẽ càng ngày càng tăng lên, và cái số lượng token mà chúng ta đào ra hàng ngày nó sẽ ít đi. Vì thế các bạn vào sớm thì các bạn sẽ được lợi sớm. Ngay cả như cái dự án Egon mình có nói với các bạn cũng vậy. Chúng ta vô từ ngay bây giờ chúng ta sẽ đào được rất là nhiều, nhưng mà càng về sau thì chúng ta sẽ càng đào được ít hơn so với cùng một khoảng thời gian. Do vì số lượng người tham gia càng ngày càng nhiều nên độ khó của mạng càng ngày càng càng tăng. Rồi, khi đăng ký dưới cái link rep của mình á, thì thực ra là các bạn có thể đăng ký không cần link rep của mình cũng được, cùng mình cũng chả sao. Nhưng mà các bạn biết là khi các bạn đăng ký giờ dưới link rep của mình ha, thì sao, các bạn sẽ có sẵn 20 token trong ví. Và các bạn phải biết là với cái số lượng 20 token ở trong ví đó thì các bạn sẽ tốn mấy ngày các bạn mới đào được một token. Tức là các bạn tốn chỗ đó khoảng tầm 2 tháng trời may ra các bạn mới đào được 20 cái token đó. Và khi tham gia cùng với mình thì mình với các bạn sẽ tạo thành một nhóm ha. Thì lúc đó là gì, các bạn sẽ có được một chút lợi ích của việc đào cái đồng này. Đây mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là giao diện của cái phần mềm khi mà nó chạy trên điện thoại, khi mà khởi động các bạn ha. Thì đây là giao diện của phần mềm. Đây là cái lượng Egon, cái lượng đồng Omega mà mình đã có, mà mình đã có. Cái này là gì, khối lượng đào trong vòng 1 giờ. Các bạn thấy không, 1 giờ mà đào được có gì đây, 1%, các bạn thấy không, 1,4% cho 1 giờ. Đấy, đâu phải dễ mà các bạn có thể đào được một đồng đâu. Mà khi các bạn tham gia cùng với mình dưới link rep của mình là các bạn đã có được sẵn 20 đồng trong tài khoản. Đây, các bạn thấy không, đây.
và nó có một cái chức năng rất là hay, đó là chức năng gì? Chức năng đó là chức năng boot. Thì khi bạn với mình tạo thành một team thì cái chức năng boot này nó sẽ gì? Nó sẽ là đây là số 1 nhân với 0.25. Còn nếu như các bạn chỉ mai một mình mà các bạn không có team thì sao? Đấy, các bạn chỉ đào được thì cái số mà boot này nó chỉ là 0.25. Đó, thì xin lỗi, nếu mà các bạn đào một mình thì chỗ này các bạn là 0, 0 nhân với 0.25 là sẽ là 0. Không, cứ ví các bạn đào với mình á, tức là các bạn tạo với mình một team thì chỗ này các bạn sẽ là 1, thì các bạn sẽ được gì? Chỗ này là bằng 0.25. Rồi, đây ha, cái số token mình đào được. Và cái này các bạn thế nào? Sau khi các bạn đăng ký với link rep của mình xong thì các bạn cũng có link rep của chính các bạn, và các bạn có thể mời những cái người tham gia, người bạn của các bạn, những cái người anh, người chị, hoặc là những người nào mà có đam mê về công nghệ, hoặc là những người có máy rảnh ở nhà không làm gì, ví dụ như anh em bạn bè rảnh không làm gì ha, thì mình có đi, ai bây giờ cũng có điện thoại, thì các bạn chỉ việc làm gì, bảo người ta đăng ký rồi cũng làm, để các bạn tạo thành một cái group. Cái group của các bạn càng nhiều thì các bạn sẽ lại có càng nhiều cái đồng token Omega ở trong ví của các bạn, và cái nhóm của các bạn càng ngày càng đông thì tốc độ đào của các bạn lại càng ngày càng càng cao, tốc độ đào của bạn sẽ càng ngày càng càng cao. Rồi, khi mà các bạn truy cập vào trang web thì các bạn chọn cho mình là download, thì tí nữa mình sẽ để tất cả link cho các bạn ha. Các bạn chọn download app, bạn nào xài Apple thì các bạn chọn ở đây, các bạn nào xài Google Play thì các bạn chọn ở đây. Sau đó các bạn vào, các bạn hãy sign in bằng một địa chỉ email ha. Các bạn nhớ là các bạn hãy sign in bằng một địa chỉ email. Sau khi sign in bằng một địa chỉ email thì nó làm gì? Thì nó sẽ sau khi các bạn sign in bằng địa chỉ email thì nó mới cho các bạn là đăng ký tài khoản. Thì các bạn chỉ việc là tạo một cái user, các bạn tạo một cái mật khẩu, và như vậy là đã hoàn thành. Rồi sau đó có cái phần nhập link rep, thì các bạn có thể là nhập link rep của mình ha. Cái phần mà rep á thì các bạn chỉ việc nhập là đọc khách hàng, đó là link rep của mình. Còn ví dụ như các bạn có một cái, các bạn tạo link rep cho các bạn thì các bạn chỉ đọc cái link rep, cái rep ha, là cái user của các bạn cho cái người mà các bạn mời để người ta nhập vào trong trong ví. Thì những cái người mà các bạn mời cũng sẽ có được 20 token ở trong ví. À, như giống như mình mời các bạn vậy thôi. Đó. Thì đây là một dự án tụi mình đánh giá rất cao, và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta không nên bỏ lỡ, bởi vì giờ điện nó cũng không tốn quá nhiều thời gian của các bạn, nó cũng không chiếm bởi vì bộ nhớ của các bạn gì hết ha. Các bạn chỉ việc bật cái phần mềm lên, các bạn ấn start, xong các bạn tắt cái phần mềm đó đi, xong các bạn để đó, rồi 24 tiếng sau các bạn chờ nó thông báo, các bạn lại vào, các bạn start lại là xong. Rồi, cái video về cái phần mềm Omega Network ha, đào một cái token Omega, mình sẽ kết thúc ở đây. Thì những bạn nào tham gia với mình thì hãy đăng ký, chúng ta hãy cùng trải nghiệm dự án, biết đâu sau này chúng ta sẽ có được một ít nào đó như Bi và Cordao. Thôi, xin chào các bạn.